bành trướng quyền lực quá lớn, liệu Tô Lâm có đang thách thức sự kiên nhẫn của quân đội hay không? Kể từ ngày 1 tháng 7, lực lượng bảo vệ tham gia an ninh trật tự cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành. Bộ luật này đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2024. Theo đó, các địa phương trên cả nước sẽ kiện toàn 3 lực lượng có sẵn như công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng, trở thành một lực lượng duy nhất. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 1 tháng 7 loan tin lễ ra mắt gần 300.000 thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bản tin cho biết sáng ngày 1 tháng 7, các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Theo bài báo, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hình thành với mục đích tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng lực lượng cấp tổ dân phố để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Theo quy định của luật, địa bàn phụ trách của tổ bảo vệ an ninh trật tự là một hoặc một số thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. Theo giới quan sát, việc cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thành công trong việc được Quốc hội thông qua luật nói trên vào cuối năm 2023 đã tăng cường sức mạnh đáng kể cho Bộ Công an. Giáo sư Thay Hèn, chuyên gia về các vấn đề chính trị ở Việt Nam cho biết, theo số liệu mà ông có được vào năm 2015, quân số thuộc quyền điều động của Bộ Công an Việt Nam vào khoảng 6.700.000 người, bao gồm lực lượng an ninh công an chính quy và bán chuyên trách như công an cấp xã, dân quân tự vệ, dân phòng và bảo vệ dân phố. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Bộ Công an cho biết số lượng nhân sự được bổ sung thêm là 291.409 thành viên. Được biết vào năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đề nghị chính thức đưa chính sách đưa thêm 25.000 công an chính quy về cấp xã để bảo vệ an ninh ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, chủ trương này không được sự ủng hộ của công luận. Dư luận lo ngại chủ trương này sẽ tăng thêm nhân lực và biên chế của ngành công an. Đến năm 2020, ông Tô Lâm lại trình Quốc hội dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, nhưng một lần nữa cũng vấp phải sự phản đối của công luận, nhất là các tướng lĩnh quân đội. Tại phiên họp Quốc hội khóa 14 vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đặt câu hỏi liệu có cần thêm một lực lượng vũ trang nữa hay không khi lực lượng công an đã quá đông. Theo tướng Sùng Thìn Cò, bây giờ một tỉnh ít nhất phải có từ 3.000 công an, tỉnh to tới 4.000, hơn 4.000 công an chính quy. Lực lượng đông như thế, giờ lại thêm nguồn lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ để nắm được tình hình, xử lý tình hình hay sao? Thiếu tướng Sùng Thìn Cò so sánh mô hình quản lý lực lượng vũ trang của Việt Nam và Trung Quốc theo ông. Trung Quốc lớn như thế, nhưng họ chỉ có lực lượng vũ trang quân đội, công an chỉ là lực lượng bán vũ trang. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các đại biểu Quốc hội phải hết sức cân nhắc. Cũng trong kỳ họp này, Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng cũng phản đối khi cho rằng con số 1,5 triệu người sẽ được tuyển dụng vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự sẽ là một gánh nặng cho ngân sách là không cần thiết. Đó là lý do vì sao dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở do Bộ Công an đề xuất đến tháng 11 năm 2020 không được Quốc hội tán thành và thông qua. Có 60% tổng số đại biểu Quốc hội cho rằng chưa cần thiết phải xây dựng luật này. Số đại biểu đồng ý là 96 người, tức là 19%. Lý do phản đối là lực lượng này sẽ làm bộ máy phình ra và ngân sách sẽ phải tiêu tốn một khoản rất lớn để mà nuôi họ. Theo giới phân tích, vào tháng 6 năm 2023, sau khi vụ bạo loạn tại Tây Nguyên xảy ra, Tô Lâm đã lấy sự kiện này làm cái cớ để ép lãnh đạo các cấp rằng cần phải xây dựng lực lượng an ninh cơ sở để làm tai mắt cho ngành công an. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã phải thông qua dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 386 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 78%. Giới quan sát đánh giá đây là một chính sách không chỉ nhằm mục đích bành trướng quyền lực ngành công an mà còn là biện pháp tăng cường sự kìm kẹp của nhà nước công an trị tại Việt Nam xuống tận cấp cơ sở là tổ dân phố. Điều này sẽ tạo điều kiện cho chính quyền giám sát mọi hành vi của tất cả công dân nhằm hạn chế quyền tự do của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin bành trướng quyền lực quá lớn, Tô Lâm đang thách thức sự kiên nhẫn của quân đội ra sao.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, Thủ tướng lại ghi điểm cộng trước Tô Lâm như thế nào? Trong thời gian gần đây, chính trường Việt Nam nóng lên từng ngày, nhất là sau khi hai thành viên của phe Nghệ Tĩnh là Đinh Tiến Dũng và Nguyễn Văn Yên bị đánh gục. Công luận hồi hộp chờ đợi tới lượt trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc, cánh tay phải của Tổng Trọng sẽ được xướng danh và cho thôi chức. Đây là một vấn đề gần như đã chắc chắn nằm trong mục tiêu của ông Tô Lâm và Bộ Công an trong tiến trình đảo chính không tiếng súng, nhằm mục đích hạ bệ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, ông Tô Lâm cũng quyết tâm xóa sổ phe Nghệ Tĩnh để dỡ bỏ toàn bộ hệ thống chân rết quyền lực mong trọng đã xây dựng trong rất nhiều năm qua. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn tỏ ra thận trọng trước chiến thắng của ông Tô Lâm và phe cánh bởi nhiều lý do, trong đó có lý do vì sao ông Tô Lâm sau hơn một tháng trên cương vị chủ tịch nước vẫn chưa có biểu hiện sẽ đi công du nước ngoài. Phải chăng Tô Chủ tịch và Bộ Công an vẫn chưa nắm chắc được việc quản lý nội bộ của Đảng? Trong thời gian gần đây, trong các tứ trụ của Việt Nam, duy nhất chỉ có Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt chuyến thăm nước ngoài. Sau chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện chuyến công du Trung Quốc, dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Đại Liên năm 2024, rồi tiếp tục tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay sau đó, vào ngày 30 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lên đường thăm chính thức Hàn Quốc. Đáng chú ý là cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 26 tháng 6. Theo truyền thông nhà nước vào ngày 27 tháng 6 cho biết, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức thông báo Việt Nam có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt nối với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình khởi xướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết 3 dự án đường sắt đang được xem xét, cụ thể là tuyến đường Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tuyến Lạng Sơn, Hà Nội, tuyến Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Cũng tại hội nghị ở Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào các dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội và Sài Gòn. Còn tin hành lang thì cho biết thêm, việc Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà đề xuất phương án xem xét mua dòng máy bay chở khách C919 của Trung Quốc để khắc phục tình trạng thiếu hụt tàu bay trầm trọng của Vietnam Airlines cũng xuất phát từ gợi ý từ Văn phòng Chính phủ trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng. Chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra vào lúc Bắc Kinh đang cố gắng thắt chặt quan hệ với Hà Nội trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ trong khu vực ASEAN. Trong lúc chỉ còn 17 tháng nữa, Đại hội Đảng 14 sẽ diễn ra dự kiến vào tháng 1 năm 2026 với hai ứng viên cuối cùng là Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Giới phân tích quốc tế trước đây từng đánh giá, ông Tô Lâm có khả năng rất cao sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, để ông Tô Lâm vượt qua được ông Chính không phải là điều dễ dàng. Với lý do trái ngược với ông Tô Lâm, một chính khách được cho là gây tranh cãi trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, thì ngược lại Thủ tướng Phạm Minh Chính lại nhận được sự ủng hộ cao của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đó là lý do vì sao sau chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Thủ tướng Phạm Minh Chính được ban lãnh đạo Trung Nam Hải đánh giá cao và ủng hộ. Điều này được cho là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Bắc Kinh trong các dự án giao thông kết nối Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường do Tập Cận Bình khởi xướng. Đây là một quả tạ nếu ném lên đĩa cân sẽ nghiêng về phía ông Chính nhiều hơn trong khả năng trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 trong cuộc đua giữa hai ứng viên Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, Thủ tướng lại ghi điểm cộng trước Tô Lâm như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.